nha. Thì nói chung là hôm nay thì cũng đang mưa nè. Thì sẵn tiện đây thì Nam sẽ quay một cái clip. Nhiều anh em cũng hỏi Nam á là cái giai đoạn nào là mình sẽ phun ngừa cái vấn đề sơ đen. Thì đây thì sẵn tiện đây thì đang cái vườn này thì nãy giờ thì Nam kiếm một cái bông điển hình. Bông điển hình. Tại vì vườn này thì Nam cũng chia sẻ nha. Vườn này thì nói chung là nó đang xuống trái như thế này. Đây nè. Đó, trái nuôi như thế này nè. Đây. Đó. Nhưng mà có cây này nè thì nó cũng ra được cái lượng bông, nói chung là bông nó ra được đúng thời điểm để mình làm một cái video này gửi đến tất cả mọi người nè. Thì thường thì quý nhà vườn chúng ta hỏi Nam á là giai đoạn nào mình sẽ xịt ngừa sơ đen. Đó, thì giai đoạn này là cái giai đoạn mà để mình quyết định cái vấn đề thắng hay thua cái vấn đề sơ đen nè. Đó, sơ đen nè. Thấy chưa? Giai đoạn này nè, trên cái mít Indo của chúng ta. Đó, khi giai đoạn mà nó ra cái búp bông như thế này là chúng ta phải xịt ngừa sơ đen dùm cho Nam. Xịt ngừa sơ đen định kỳ liên tục dùm cho Nam là khoảng 7 ngày. 7 ngày mình sẽ xịt một lần, 7 ngày mình sẽ xịt một lần thì nó sẽ bảo vệ cho cái trái của chúng ta để ngừa cái vấn đề sơ đen. Thì anh em ở đây thì cũng hỏi Nam á là cái giai đoạn để mình ngừa sơ đen để cho nó hiệu quả. Thì sẵn tiện ngày hôm nay thì Nam sẽ làm một cái clip để gửi đến tất cả mọi người luôn. Thì sơ đen á thì mình sẽ xịt ngừa vào cái giai đoạn là búp bông. Búp bông cho đến trái thụ khoáng xong rồi thì cứ định kỳ khoảng 7 ngày mình sẽ phun một lần. Nếu điều kiện mưa đêm nhiều quá thì có thể là sáng hôm sau mà gặp mà thời tiết mà gọi là nắng đó lên đó thì quý nhà vườn chúng ta nên cố gắng là chúng ta sẽ xịt lại dùm cho Nam để rửa cái vấn đề là ba cái nấm và phẫn gây hại trên cái bông của chúng ta để bảo vệ cái trái của chúng ta không có bị gọi là sơ đen. Thì đối với trường hợp mít Indo hay là mít Thái gì cũng vậy hết, tại vì sơ đen á thì nó bắt nguồn từ cái con vi phẫn, nó sẽ xâm nhập vào cái con đường thụ phấn. À, con đường thụ phấn của cái trái mít của chúng ta thì làm dẫn đến tình trạng là sau này nó sẽ bị sơ đen trên cái trái của chúng ta. Thì để mà ngăn ngừa tốt nhất á là khi mà cái nõn hoa này nè, cái nõn hoa này nè, nó hình thành cái nõn hoa thì quý nhà vườn của chúng ta nên cố gắng là xịt ngừa sơ đen liên tục dùm cho Nam để khống chế lại cái vấn đề là ba cái nấm và vi phẫn nó sẽ tấn công vào cái trái của chúng ta. Thì xịt ngừa sơ đen á thì quý nhà vườn của chúng ta xịt dùm cho Nam là cái chai MD79 cộng với cái gói siêu nấm, mình xịt ngừa sơ đen là định kỳ dùm cho Nam. Thì cái bộ đó mình pha được 400 lít nước thì mình xịt định kỳ để ngăn ngừa cái vấn đề sơ đen trên cái trái của chúng ta. Đó, như chẳng hạn nè, như vậy là mà nó vô rồi á, sơ đen mà nó vô rồi, ba cái nấm mà nó với vi phẫn mà nó vô rồi á là như trái gì là thua luôn nè, mình không có đường nào trị được hết. Mình chủ yếu là mình phải ngừa trước dùm cho Nam. Ngừa trước là ngừa như thế này hả, như giai đoạn búp bông này nè, mình phải ngừa trước nè để bảo vệ cái trái của chúng ta. Ngoài ra thì mình phun ngừa sơ đen á thì Nam cũng chia sẻ luôn, thì giai đoạn này á thì quý nhà vườn của chúng ta phải đi cái dinh dưỡng vào để nuôi cái lượng bông này nè, cho cái bông này nó mập lên, nó bự lên. Với hai nữa là mình phải xịt cái vấn đề là bo. Giai đoạn này bo nó rất là cần thiết nha. Bo thì nhằm mục đích là gì? Cho cái ba cái hạt phấn này nè nó sống để cho cái quá trình thụ phấn của cái trái chúng ta được diễn ra tốt hơn, để sau này cái trái chúng ta nó gọi là ít bị méo mó hơn. Đó, bo là giai đoạn này nó rất cần thiết cho cái giai đoạn cái búp bông của chúng ta. Bo nó cũng góp phần vào cái giai đoạn là gì? Giúp cho cái bông của chúng ta nó mập luôn, nó bự luôn. Đó, thì giai đoạn này thường thì Nam sẽ xịt đó là gì? Cái chai mát nè, mát da băng cộng với cái chai siêu bo, cộng với cái chai nuôi mít nhỏ nè. Đó, với thuốc sâu. Thì thuốc sâu thì giai đoạn này mình chỉ xịt sâu mát thôi, sâu sinh học thôi. Đó, rồi bắt đầu khoảng 5-6 ngày sau mình sẽ tiến hành mình xịt lại cái bộ thuốc ngừa sơ đen dùm cho Nam. Rồi cái chai MD79 cộng với cái gói siêu nấm. Và ở dưới gốc thì giai đoạn này thì nói chung là mình sẽ đi cái dòng dinh dưỡng ở dưới gốc là cái dòng xô cộng với cái humic và cái gói năng pH đất dùm cho Nam nha. Để một xô cộng với hai gói humic nè, gòn nè, cộng với hai gói năng pH đất mình tưới cho cỡ khoảng được 400 gốc, mình để cho nó cung cấp cái hàm lượng dinh dưỡng vào để cho nó nuôi được cái lượng bông của chúng ta xuống, sau này xuống trái được gọi là đẹp hơn nha. Rồi 10 ngày sau thì bắt đầu mình sẽ gãy phân. Gãy phân thì mình sẽ gãy cái dòng phân đó là phân ba số 16, ba số 17 hay gì đó, cộng với canxi nitrat gãy dùm cho Nam. Thì giai đoạn này là cái giai đoạn quyết định dùm cho Nam nha. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà gọi là ngừa sơ đen để giúp cho cái trái của chúng ta nó không có bị sơ đen nha. Như chẳng hạn là cái búp này nè, quý nhà vườn chúng ta biết đó, khi mà những cái bào tử nấm và vi phẫn nó sẽ bám lên cái thành cái nõn hoa này nè,
cái nõn hoa này nè. Thì cái nõn hoa này nó mở ra như vậy, Nam làm ví dụ cho quý vị người ta nha. Thì cái nõn hoa này nè nó mở ra thì bắt đầu nó sẽ xâm nhập vào, nó xâm nhập vào làm gây hại cho cái vấn đề là gì, sơ đen của chúng ta sau này. Như chẳng hạn là thường là giai đoạn búp bông như thế này á, thường Nam cũng khuyên tất cả quý nhà vườn chúng ta đó là tốt nhất chúng ta cũng phải xịt thuốc sâu nè, thấy chưa. Một số đơn vị thì nói á, là đơn giai đoạn này á, là chúng ta không cần xịt thuốc sâu, nhưng mà theo riêng Nam á, giai đoạn này mà không xịt thuốc sâu á thì nó gây hại cực kỳ nặng. Như chẳng hạn nè, Nam mới banh ra trong cái nõn hoa mà sâu nó quất rồi nè, thấy chưa. Đó, như quý nhà vườn chúng ta biết đó, sâu thì á, là nó gây hại từ cái giai đoạn búp bông cho đến giai đoạn trái luôn. Bởi vì ra là gì, chúng ta cũng phải xịt ngừa cái vấn đề sâu liên tục dùm cho Nam. Ví dụ như khoảng 7 ngày mình sẽ xịt một lần, 7 ngày mình sẽ xịt một lần, chứ không thể nào mà chúng ta chờ mà cỡ khoảng nửa tháng 20 ngày chúng ta xịt một lần là coi như là sâu nó sẽ tấn công vào, nó hư, nó ăn những cái thành búp này nè, cái búp này nè, cái nõn hoa nè. Đó, tại vì ngay chỗ cái đợt này nè, cái đợt mà nõn hoa này nè, nó rất là ngọt luôn và sâu nó rất là dễ ăn, dễ tấn công vào, làm cho cái bông của chúng ta nó sẽ hư cái bông của chúng ta luôn. Bởi vì ra là gì, chúng ta cũng phải cố gắng là gì, xịt sâu cộng với dưỡng dùm cho Nam. Như chẳng hạn như Nam nói đó, sâu cộng với siêu bo nuôi mít nhỏ che mát dùm cho Nam đó, để nuôi cái lượng trái lượng bông của chúng ta cho nó được mập, nó được bự lên đó. Còn về sơ đen thì chúng ta phải xịt vào cái giai đoạn gọi là hình thành cái búp như thế này, thì chúng ta phải xịt liên tục dùm cho Nam. Và cái dinh dưỡng ở dưới gốc thì mình cũng phải đi định kỳ khoảng 10 ngày, 12 ngày chúng ta phải đi một lần dùm cho Nam để bảo vệ cái trái của chúng ta và nuôi cái trái chúng ta cho đạt được chất lượng hơn, và cái mẫu trái sau này nó được gọi là lớn nhất có thể như quý nhà vườn. Như chẳng hạn thì sẵn tiện ngày hôm nay thì Nam cũng ngay cái cây mà nó ra bông như thế này nè, Nam cũng quay gỡ đến tất cả quý nhà vườn chúng ta. Tại vì nhiều khi anh em hỏi Nam á, thì giai đoạn nào là mình sẽ xịt ngừa sơ đen để cho nó hiệu quả. Tại vì nãy giờ Nam đi thì Nam thấy có một cây này nó có cái búp này nè, thì Nam quay sẵn tiện Nam quay gỡ đến tất cả quý nhà vườn chúng ta. Còn như chẳng hạn ở vườn này á thì đang mang trái như thế này, đang mang trái như thế này nè. Chưa, trời ơi, trái này rụng luôn nè, trái này rụng luôn nè, trái chà bá luôn, tét tét cuốn. Thì Nam cũng phiền tất cả quý nhà vườn chúng ta nha, mít Indo này nè, mít Indo này nè, nếu điều kiện được á, quý nhà vườn chúng ta lấy cái cọng dây á, chúng ta cuột cái cuốn này là cho nó ngoài lên, cho nó chịu đỡ cái trái chúng ta lên. Tại vì á, đối với trường hợp mít Indo á, nó rất là nặng ký, một trái nó rơi vào khoảng từ 15, 16, 17kg, 18kg là chuyện bình thường. Mà trong khi đó nó nặng quá đó, là cái cuốn chúng ta chịu không nổi, thì nó dẫn đến tình trạng là nó hay bị tét tét cuốn. Đây, nè, nó tét cuốn nè, rụng trái chà bá luôn, thấy không. Cái trái này thì theo như Nam mà cầm lên Nam coi thử á, thì nó cũng rơi vào khoảng từ 7-8kg á. Nè, 7-8kg á nè, mà nó rụng rồi, thấy chưa, rụng cái trái nè, uổng hết biết uổng không. Bởi vì ra là gì, mưa gió nè, thì quý nhà vườn chúng ta nên chú ý giùm cho Nam, chúng ta phải lấy dây á, chúng ta cuột đỡ cái cuốn lên để cho nó kìm cái trái lại chúng ta lại, chứ để nhiều khi gió quá nó lật cái nó gớt luôn à, nó gớt cái trái chúng ta luôn. Thì thôi, thì Nam cũng kết thúc video tại đây. Nam cũng cảm ơn tất cả quý nhà vườn chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam nha. Mọi thắc mắc hay là cần hỗ trợ kỹ thuật, cứ việc liên hệ vào số điện thoại của bên Nam. Còn muốn mua sản phẩm thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của chỗ đại lý Minh Đức, thì ảnh là chuyên phân phối độc quyền sản phẩm của bên Nam, thì hàng chính hãng cho quý nhà vườn chúng ta nha, thì đảm bảo được cái chất lượng cho quý nhà vườn chúng ta, cứ yên tâm.